Yo yo yo, xin chào, Mr. Bebus đã quay trở lại đây. Và các bạn đã sẵn sàng cho một cuối tuần thật bận rộn cùng với những tin tức thật nóng hổi chưa nào? Let's go! Tuần lễ khai mạc VBA đầy sôi động, cựu vương VBA thua đầu Cần Thơ Catfish. Saigon Heat thắng áp đảo ở trận Derby Sai Thành. Bất ngờ, Thăng Long Warriors đã có thuyền trưởng mới, Corey Silla đã quay trở lại. Thú vị đầu mùa giải, các cầu thủ rủ nhau xuống top. Tất cả sẽ có trong Bebus ngay bây giờ. Trận tái đấu đầy duyên nợ giữa Thăng Long Warriors và Cần Thơ Catfish đã chính thức mở màn cho VBA 2018 đầy kịch tính. Mặc cho đội chủ nhà liên tục có những giây phút áp đảo ở hai hiệp đầu tiên, thế nhưng Cần Thơ Catfish đã đòi được lại món nợ cũ. Và cũng trong trận ra quân mở màn VBA, Saigon Heat đã chạm mặt với đối thủ quen thuộc của mình, đó chính là Hồ Chí Minh City Wings by Jetstar. Cả hai đội bóng đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, đội bóng ông 30 đã giành chiến thắng với tỷ số 86 và 77. Sân đấu VBA như bùng nổ với phần trình diễn kịch tính đến nghẹt thở của tuần lễ khai mạc vừa rồi. Đến cầu thủ của chúng ta còn phấn khích như thế này thì nói gì các cổ động viên ha. Và nhân tiện đây, thanh niên nào có nhu cầu chuyển nhượng xe hay điện thoại cứ tìm Mr. Bebus. Đừng tập trung về các cây cầu sau mỗi trận như World Cup nha. Nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân. Và mới đây, cộng đồng bóng rổ đã xôn xao khi hay tin huấn luyện viên Mark Cuban đã chia tay đội bóng Thăng Long Warriors ngay sau trận đấu đầu tiên diễn ra. Nguyên nhân được chính đội bóng công bố là do một số bất đồng giữa vị huấn luyện viên này với các cầu thủ chứ không phải do kết quả của trận đấu như mọi người nghi ngờ đâu. Và vị thuyền trưởng thay thế ông Mark Cuban chính là huấn luyện viên Red Rat Lipstick Kotecha, người từng là trợ lý của câu lạc bộ Johnson Kung Fu tại ABL. Xin cảm ơn Coach Max Kilman và chúc ông sẽ có những điều tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng Coach Becha sẽ mang lại một làn gió mới cho những chiến binh khủng long nha. Và thêm một tin vui với người hâm mộ đội bóng Anh hai Đại Bàng, chàng trai mang số áo 22, Corey Silla đã trở lại. Và ngay sau đó anh đã bắt tay vào tập luyện cực lực để có màn ra mắt vào trận đấu cuối tuần này trên sân nhà Châu Thủ Đô. Ây da, mà các fan có nhận ra điều gì không nào? Mới vào giải thôi mà cuộc chạy đua nam thần của VBA đã bắt đầu nóng lên rồi. Không biết có phải theo trend hay là do thời tiết mùa hè nóng nực hay không, hoặc cũng có thể là một sự thay đổi hình tượng nam tính và cool ngầu hơn mà các cầu thủ của chúng ta đã thi nhau xuống tóc như thế này đây. Và cả Quest Talk Proofs cũng bị bắt gặp khi đi làm đẹp đây nha. Các fan cũng nhanh nhanh tút lại dung nhan rành ra xem bóng đi nào. Mà nếu có mặc áo cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình thì nhớ mua hàng real tại chính đội bóng nha. Đừng tin mấy anh họ super tên fake này nha. Hãy nhớ là chỉ một nơi duy nhất merchandise tại VBA mà thôi. Còn bây giờ thì xem tuần này chúng ta có gì nào. Thăng Long Warriors có cuộc chạm trán với Đà Nẵng Dragons tại sân nhà vào ngày 23 tháng 6. Ngày hôm sau, Châu Thủ Đô có chuyến làm khách trên sân Anh hai Đại Bàng. Và ngày 26 tháng 6, trận Derby Thủ Đô bùng nổ. Tái chiến giữa Đà Nẵng Dragons và Hồ Chí Minh City Wings by Jetstar vào ngày 28 tháng 6. Và cùng ngày hôm đó sẽ là cuộc đối đầu giữa đội bóng Ông 30 và những chú cá Ba Sa miền Tây. Đừng bỏ lỡ bất cứ trận đấu hấp dẫn nào các bowler nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.